Lời đầu tiên thì cho shop phụ kiện BCB giá rẻ em xin được gửi một lời chào, lời kính chúc sức khỏe trân trọng nhất gửi đến tất cả các bác có một cái niềm đam mê chơi BCB. Chúc các bác luôn luôn mạnh khỏe để theo đuổi cái niềm đam mê chơi BCB của mình các bác nhé. Thì hôm nay em sẽ làm một video ngắn để giới thiệu đến cho các bác bốn cái mẫu bơm tay cao áp đang được các bác tin tưởng sử dụng cực kỳ là nhiều. Thì các bác nào mà chưa có bơm này, hoặc là các bác có bơm rồi mà nó đang hỏng gioăng, hỏng sim, hỏng ti bơm, thì các bạn cố gắng theo dõi hết video clip của em ngày hôm nay nhé, để có thể lựa chọn cho mình một trong chiếc bơm cao áp bên em và những phụ kiện sửa chữa bơm cao áp các bác nhé. Thì cũng không phải để các bác chờ đợi lâu nên sau đây em sẽ đi vào giới thiệu cụ thể chi tiết các phụ kiện bơm và các cái mẫu bơm tay cao áp. Em sẽ giới thiệu mẫu nào thì em sẽ báo giá công khai luôn để các bác cân đối tài chính các bác nhé. Cây bơm của các bác mà đang hỏng gioăng, hỏng sim, hỏng ti bơm thì bên em có rất chi là nhiều phụ kiện lẻ để bán cho các bác nhé. Một cái túi gioăng sim này sẽ 21 món, túi gioăng sim này sẽ 21 món để các bác thay thế sửa chữa tất cả các vị trí bơm tay là được 2 lần các bác nhé. Và một cái ti bơm đây combo như này, một ti bơm và một túi gioăng sim về các bác sửa chữa cái bơm tay các bác của các bác mà nó không nén được hơi này, hoặc là nó hơi nữa các bác bơm nó bị đẩy ngược lên thì các bác cứ thay cho em cái gioăng của ti bơm hoặc là gioăng sim thì các bác bơm lại như bơm mới luôn có nhé. Thì một cái túi gioăng sim và một cái ti bơm thì bên show em đang bán giá là 160.000 đồng các nhé, 160.000 đồng đã bao gồm cước phí vận chuyển đến tận nhà các bác nhé. Hoặc là cái bơm của các bác mà nó đang hỏng hóc nặng quá, hỏng gioăng, hỏng sim, hỏng ti bơm mà nó bơm nó không nén được hơi ấy, mà các bác ngại thay thế sửa chữa hoặc là các bác thay thế sửa chữa nhiều lần quá, các bác không thể nào thay thế sửa chữa nữa, thì bên em cũng bán lẻ cho thân bơm để các bác về các bác lắp vào thì bơm như bơm mới luôn các bác nhé. Thì một chiếc thân bơm này thì dùng cho bơm SB đồng hồ to lọc to, bơm AGH đồng hồ to lọc bé, hoặc là bơm SB đồng hồ to lọc to, đồng hồ to lọc bé thì các bác đều có thể sử dụng được cái thân bơm này các bác nhé. Thì một chiếc thân bơm mới này về các bác xoáy cho em cái đế bơm này, cái tay cầm và cái dây bơm, cái đồng hồ thôi là các bác bơm như bơm mới luôn các bác nhé. Thì một chiếc thân bơm mới này thì bên show em đang bán giá là 450.000 các bác nhé, 450.000 đồng một chiếc thân bơm mới đã bao gồm cước phí vận chuyển đến tận nhà các bác nhé. Tất cả các bác mua hàng bên shop thì các bác sẽ kiểm tra hàng đúng không, đúng sản phẩm thì các bác sẽ thanh toán tiền các bác nhé. Rồi thì cũng không phải để các bác chờ đợi lâu nên sau đây em sẽ đi vào giới thiệu cụ thể chi tiết cái mẫu bơm tay mới đầu tiên. Đây là cái mẫu bơm SB các bác nhé, mẫu bơm SB chân thì là chân cánh én không gấp được, lọc thì là lọc bé, đồng hồ sẽ là đồng hồ bé các bác nhé. Thân bơm Inox 304, tay cầm chống trơn chống trượt như này các bác nhé. Thì một chiếc bơm cao đồng hồ bé lọc bé thì em bao áp cho các bác bơm tầm 180 cân đến 220 cân quay đầu các bác nhé. Thì một chiếc bơm cao áp đồng hồ bé lọc bé này thì dùng cho các bác mới chơi này, hoặc là các bác chưa điều kiện kinh tế dư giả, hoặc là các bác chơi truyền thống thì mình nên tham khảo một cái chiếc bơm đồng hồ bé lọc bé này có nhá. Thì một chiếc bơm cao áp đồng hồ bé lọc bé thì giá tại thời điểm hiện tại bên số 5 bán giá là 550.000 có nhá, 550.000 đồng đã bao gồm cước phí vận chuyển đến tận nhà các bác nhé. Tiếp theo em sẽ giới thiệu đến cho các bác cái mẫu bơm tay thứ hai. Mẫu này thì bên em đang bán cực kỳ là chạy và đang được các bác tin tưởng sử dụng cực kỳ là nhiều. Mẫu SB con báo con hổ các bác nhé. Chân thì là chân cánh én gấp để các bác đút ba lô đi rừng đi phượt rất chi là tiện đúng không ạ? Về phần đồng hồ sẽ là đồng hồ 50mBa, đồng hồ dầu xịn sò các bác nhé. Lọc thì sẽ lọc to màu đen như này các bác nhé. Thân bơm Inox 304, tay cầm chống trơn chống trượt. Thì một chiếc bơm cao áp đồng hồ to lọc to này thì em bao áp cho các bác bơm tầm độ 280 cân đến 320 cân quay đầu các bác nhé. Đấy, bơm rất chi là nhanh và nhẹ. Mẫu bơm này sẽ bao ưu điểm đó là bơm nhanh, bơm nhẹ và chống nóng rất chi là tốt. Giá cái mẫu bơm này bây giờ nó đã hạ nhiệt cực kỳ là nhiều rồi. Giá giờ bên số em đang bán giá là 750.000 các nhá. Trên thị trường họ đang bán 800, 850. Thì các bác đến với số em ngày hôm nay thì em sẽ để cho các bác một mức giá là 750.000 đồng đã bao gồm cước phí vận chuyển đến tận nhà các bác nhé. Phụ kiện sẽ đi kèm đầy đủ như hình đây các bác nhé. Một cái túi bông lọc này đấy, khi các bác mới bơm nhiều thì các bác nên thay định kỳ ở cái đầu bơm này, thay bông lọc định kỳ ở cái đầu bơm để chống hơi nước vào bình mình tốt hơn. Và một cái lọ dầu để các bác bôi trơn vào thân bơm, và một cái cà lê đa năng và một túi gioăng sim, trong này đầu ốc tép bơm, đầu bơm xe đạp xe máy các nhé. Và những cái gioăng sim về các bác cứ cất đi, trong quá trình mình sử dụng lâu ngày mà nó hỏng gioăng hỏng sim mình có thể thay thế sửa chữa luôn các bác nhé. Đó là những phụ kiện đầy đủ khi các bác mua theo bơm. Thì sau đây em sẽ đi vào giới thiệu cái mẫu bơm thứ ba. Mẫu bơm này thì là hàng bơm cao cấp các bác nhé. Đấy các bác nhìn chất như nước cất xịn sò đúng không? Chân là chân cánh bướm gấp các bác nhé. Đấy các bác nhìn cái chân các bác gấp lên cực kỳ là gọn và đẹp đúng không? Rất chi là chắc chắn, đến từ thương hiệu AGH VIP các bác nhé. Bơm AGH VIP, đồng hồ sẽ là đồng hồ to này, đồng hồ to, đồng hồ dầu có phản quang các bác nhé. Mẫu này sẽ có một cái
cục lọc đằng sau đấy. Khi các bạn bơm ấy thì hơi nó sẽ đi qua đằng sau này vào và đi qua lớp than hoạt tính và sẽ đi vào cái dây bơm và đi vào trong cái bình của mình. Thì cái mẫu bơm này thì bơm cực kỳ nhanh và cực kỳ khỏe. Thì là mẫu bơm này thì đằng sau sẽ có than hoạt tính nó chống hơi nước vào bình mình cực kỳ là tốt. Mẫu bơm này thì các bác bơm tầm độ 300 đến 350 cân cực kỳ nhanh và nhẹ. Cái thứ nhất, cái thứ hai, mẫu bơm này thì có bảo hành 1 năm, lỗi 1 đổi 1 do nhà sản xuất các bác nhé. Thì một chiếc bơm cao cấp hiệu AGH VIP thì sau em làm bán giá là 1 triệu 100 nghìn các nhá. Đấy, giá đã giảm cực kỳ nhiều rồi. Các bác mà mua tầm độ 2 tháng trước nó rơi vào 1 triệu 3, 1 triệu 4 thì bây giờ các bác mua cái mẫu bơm này thì giá đã cực kỳ rẻ rồi. Giá giờ sau em đang bán giá là 1 triệu 100 nghìn đã bao gồm cước phí vận chuyển đến tận nhà các bác nhá. Đó là ba cái mẫu bơm bình dân em muốn giới thiệu đến cho các bác ạ. Thì sau đây em sẽ đi vào giới thiệu cụ thể chi tiết cái mẫu bơm tay cao cấp nhất bên em đang bán ra và đang được các bác tin tưởng sử dụng cực kỳ là nhiều. Các bác nào chơi nhiều mà các bác hay đi rừng ấy, các bác muốn bơm nhanh, bơm khỏe thì mình nên tham khảo một chiếc bơm tay Seasonsi này các nhá. Mẫu bơm này thì là chân cánh bướm không gấp được. Bầu thì đúc bằng nhôm nguyên khối cực kỳ là dày. Về phần đồng hồ sẽ là đồng hồ 40mb, đồng hồ có phản quang các bác nhá. Đấy, lọc thì là lọc cực kỳ là to, thân bơm Elox 304 sẽ có 3 lớp cực kỳ là dày. Tay cầm thì chống trơn chống trượt. Đấy, một chiếc bơm tay Seasonsi này thì hàng cao cấp, các bác bơm tầm 300 đến 350 cân cực kỳ nhanh và cực kỳ khỏe. Cái thứ nhất, cái thứ hai là cái mẫu bơm tay Seasonsi này các bác dùng thì cực kỳ bền bỉ theo thời gian. Các bác nào mà đã dùng bơm tay Seasonsi thì các bác đã biết chứ. Chất lượng của bơm tay Seasonsi thì cực kỳ là đẳng cấp rồi. Cực kỳ bền và cực kỳ khỏe các bác nhé. Thì một chiếc bơm tay Seasonsi hàng cao cấp thì giá tại thời điểm hiện tại bên shop đang bán giá là 1 triệu 900 nghìn các bác nhé. 1 triệu 900 nghìn đồng đã bao gồm cước phí vận chuyển đến tận nhà các bác nhé. Đó là về 4 cái mẫu bơm tay cao áp và một số phụ kiện sửa chữa của những bơm tay cao áp em muốn giới thiệu đến cho các bác ạ. Thì các bác mà đang quan tâm đến mẫu bơm tay nào và những phụ kiện nào thì các bác nhanh tay liên hệ trực tiếp hai số điện thoại bên em nhé. Để bên em tư vấn và bán cho các bác những chiếc bơm tay cá BCB giá cả thì cực kỳ hợp lý và chất lượng thì cực kỳ là tốt các bác nhé. Thì một video em làm rất chi ngắn thôi. Thì cuối video thì các bác được cho em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo của em ạ.